Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng thông báo và kính mời tới toàn thể quý vị, toàn thể quý bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em, người thân trong gia đình của anh Đặng Chiến và anh Huấn Hoa Hồng cùng quay trở lại tham dự chương trình khai trương Vườn Tùng Chiến Huấn GP. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Còn rất nhiều quý vị vẫn chưa nhận được những sticker để tham dự vào bữa tiệc trong buổi tối ngày hôm nay. Những quý vị nào đã nhận được những thư mời điện tử đến từ anh Chiến và anh Huấn, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng gặp gỡ những nữ lễ tân xinh đẹp để nhận cho mình những sticker tham dự vào bữa tiệc trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Và trong khi chờ đợi chương trình chính thức được bắt đầu, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng rào bước quanh vườn tùng để cùng tham quan, cùng thưởng thức cũng như là sở hữu cho mình những cây tùng ưng ý nhất để ủng hộ cho vườn tùng Chiến Huấn trong dịp lễ khai trương với rất nhiều những ưu đãi dành cho toàn thể quý vị. Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý vị. Hello, tôi chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ở vườn tùng của em trai Huấn nha. Em tới chơi và tham quan. Chào tất cả anh em. Hồi năm